Trong 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải hành khách tăng gần 30% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu ước đạt trên 350 tỷ đồng, vận chuyển hơn 5.000 lượt hành khách và luân chuyển ước đạt gần 650.000 lượt khách. Hoạt động vận chuyển hành khách trong tháng 5 tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do có kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 dài ngày và thời tiết thuận lợi nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao cùng với đó hoạt động vận chuyển hàng hóa tăng mạnh với doanh thu ước đạt trên 780 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng do một số sản phẩm nông nghiệp đang vào mùa thu hoạch nên hoạt động phục vụ ngành nông nghiệp tăng, đồng thời các doanh nghiệp đầu tư thêm phương tiện có trọng tải lớn phục vụ vận chuyển hàng hóa đường dài.